Hello everyone, xin chào ông bà cô chú anh chị em. Hôm nay thì thon này cũng hơi bị stress một chút, tại vì uh, hồi sáng hôm nay thì thon thấy một cái video của con vợ Chung với lại uh, anh Quyền Thì trong cái video này của uh, nó cũng ngắn lắm, thì thon đi coi qua xong rồi thon thấy um, cũng uh, anh Quyền cũng nói đúng, anh không có nói sai. Có vài điều anh nói đúng, cũng vài điều anh nói sai. Nhưng mà đối với Tony Tony cũng không có trách ảnh những lời lẽ mà ảnh nói Tại vì uh, Dù sao đây nữa đó Tony cũng thấy uh, Cái người mà thấy tội nghiệp trong cái hoàn cảnh này Là anh quyền cho không ai hết á Thì một chút nữa Tony sẽ um, Nói ra những gì Mà cái suy nghĩ của Tony thôi Chứ trong cái video đó cũng như là Nhiều điều anh nói Tony thấy cũng đúng Tony đi uh, không không bằng anh Thiệt cũng cái đó cũng đúng cũng không sao hết đối với uh, thôn thì thôn thấy cái thời gian mà nó đã xảy qua từ ngày mà Tony có cái video đầu tiên của anh Quyền đến bây giờ đó Cái đó là cái những gì mà Tony thấy được trong cái uh, biết được anh Quyền Còn nếu mà anh Quyền không xuất lên mạng xã hội nghĩ là chắc không ai biết anh Quyền là ai đâu Chứ anh Quyền đừng có nên nói là Tony cũng như là kiếm uh, kiếm uh, tò mò, kiếm chuyện của anh ra mà nói Tony không có thời gian để làm mấy điều như vậy đâu chỉ có là Tony thấy nó không có đúng uh, từ cái ngày mà cái người đầu tiên mà giúp anh đến bây giờ rồi uh, là sau này á uh, ai nếu mà anh uh, ai muốn giúp anh á uh, thì cũng không sao hết chỉ có là mấy người này họ lợi dụng anh uh, cũng như là một con cờ vậy đó để lên đây không biết là tại sao gì vậy đó. nhưng mà uh, cũng như là anh nói uh, Tony phải không vì vấn đề gì đó đó. đừng có nên nói xấu anh nhưng mà Tony không có nói xấu anh cái gì hết đó nó nói nhiều cái anh nói là không có nói sự thật mà thôi hỏi cộng đồng mạng này thôi nói cái gì mà nó không sự thật vậy cái đó là những điều gì mình thấy qua cái màn hình uh, mà nó đã, đã xảy ra trên mạng xã hội với anh anh quyền thôi không hiểu về cái vấn đề mà cái tấm hình mà thôi nên chụp với anh quyền mà cũng như là họ nói là thôi đi uh, thôi nói thiệt cái thời gian mà thôi gặp anh quyền mà chụp cái tấm hình đó là lúc cái thời gian là cái vụ thằng andy scn nó nói nó sẽ giúp anh quyền uh, kiếm việc làm nó sẽ kiếm chỗ cho anh quyền đại khái như vậy đó mà thôi thấy nó ở bên houston luận mà làm sao nó giúp anh quyền trong cái thời gian đó nó nói là, là nó sẽ kiếm anh quyền để giúp đỡ thì thiệt thôi nay gặp anh quyền ở về ở dưới suối thì thôi nay đang nói trong, cộng đồng mạng nghe rồi phải không cũng như là thôi thấy cũng như anh quyền là một người tài tử trong cái cái suối đường suối dưới đó đó thì thôi nó hỏi anh quyền cho thôi chụp cái tấm hình chung thì nó như vậy thôi chứ thôi chưa bao giờ gặp anh quyền cũng chưa biết ảnh là ai tôi chỉ biết ảnh qua màn hình thôi nhưng mà cái tấm hình đó nó cũng bình thường nó đâu có cái gì mà để lên đây mà nó nói cũng như là tôi không hiểu thôi nó không biết trước sẽ có ngày hôm nay nó sẽ xảy ra như thế này còn 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 đồng mạng cũng như là mục đích của mấy người này mà đem anh quyền lên mà giúp đỡ anh quyền mà đem anh quay anh lại cũng như là để cho anh nói những điều gì đó đối với người mà hồi đó giúp ảnh hồi trước đây á chứ đó một cách mà họ đang uh, lợi dụng ảnh nhưng mà anh không thấy được đối với thôn thì thôn thì thấy phải công bằng một chút xíu nếu mà anh có lên đây anh nói là ô uh, cái người này giúp đỡ anh cái người này giúp đỡ một hai người này hiện tại đang giúp đỡ anh bây giờ đó anh nợ ơn mấy người này mà anh cứ lên đây anh cứ kể lễ cái người mà đầu tiên mà giúp mà giúp anh nhiều nhất á anh không bao giờ nói một điều gì hết cái đó cái 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 quyết định của anh cũng không sao nhưng mà anh nếu mà anh không nói ra được mấy điều đó đó thì anh cũng không nên đừng ở lên đây mà nói những gì mà nó không có sự thật hay là nó bây giờ nó có hay không nữa đối với thôn nó cũng không quan trọng nữa tại anh đã nhờ người ta rồi thông qua một đoạn đường mà họ đưa anh đi rồi nếu mà không phải vì họ đó cũng không ai biết anh quyền là ai đâu nhưng mà anh cứ lên đây anh qua bên kinh mẫu hộ anh nói cũng không phải là lỗi của anh thôn cũng biết như vậy nữa là lỗi của máu hậu nhưng mà anh là cái người mà đã, họ đang lợi dụng anh đó mà nó không biết thôi cũng như là cái chuyện gì xảy ra thôi nó cũng đã biết trước rồi bây giờ qua bên bữa chung nó cũng giống như vậy nữa thì thôi nó cũng đã nói nó như vậy này thấy cái người mà tội nghiệp nhất ấy, là anh quyền Thế không tại anh anh ở trong cái hoàn cảnh mà cũng như là ai à, giúp anh được thì anh giúp nhưng mà cái lý do vậy tại sao anh cứ lên đây anh tiếp tục anh nói là những điều gì mà nó nó đã qua rồi thì cho nó qua đi thôi không có nói em nói là ai đúng hết ai sai hết nhưng mà mình nợ ơn người ta mình phải nhớ chứ bây giờ, giờ anh cứ lên đây anh có kể lễ bao nhiêu cái người đó đối với cũng như là nói là cũng như là cộng đồng mạng làm anh stress nó cũng không được cái gì hết nó đâu qua cái quá khứ rồi cũng như là cái 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 cái, cái cuốn sách đó nó đóng lại thì thôi vậy thôi, nó qua luôn đi nhưng mà anh lên đây anh vẫn tiếp tục lên đây anh cứ nói cái người này nói người kia được tại sao anh lên đây anh nói người ta được mà anh kêu cộng đồng mạng đó, đừng nên nói đối với anh không anh thấy anh thấy nó nó có đúng không nếu mà anh muốn cuộc sống của anh nó bình thường lại nó đàng hoàng lại thì coi như anh đóng anh đóng đóng lại cái cuộc cái khúc đó đi rồi từ này phần nào anh nó anh cứ làm chuyện gì anh làm mà không ai nói đến anh nữa hết cũng như là họ lên họ nói để cho anh quyền anh cứ tiếp tục anh nói mà mỗi lần cũng như là ai mà nói vô hay là thôn đi nói vô là họ sẽ đem anh quyền ra cũng như để đạn vậy cũng như là thôn đi đang chà đạp anh quyền phải không cũng như là thôn đi không cho anh một đường đi hay là cái gì đó đó và wow, Tony đang, đang môi móc ra cái quá khứ của ảnh Đúng không? Nhưng mà những gì Tony biết là từ qua cái màn hình thôi Nếu mà nó không lên đây Mà anh không nói những gì đó Thì Tony cũng đâu có nói làm chi đâu Bây giờ cũng như là họ nói là Cũng như là Tony là cái người đang hại anh quyền vậy đó. Phải không cộng đồng mạng? Nhưng mà Tony chứ lên đây chứ nói những gì Tony thấy là sự thật thôi còn cái khúc mà anh nói là Tony không biết cái sự thật cái gì hết Mà Tony lên đây nói Tony nói láo cái gì Đúng không? Bây giờ cũng như là họ mới nổ mà mà đi lên nói là họ đừng có nên làm vậy làm kia đó thì họ sẽ đem anh quyền ra sẽ, sẽ nói là cũng như là đi đang ăn hiếp anh quyền vậy á, cộng đồng mạng có thấy không? đất không nói thì không được, mình nói lên á thì cũng như là họ nói cũng như là Tony là cái người đang chà đạp anh quyền vậy á. Ở trên đời này cộng đồng mạng cũng biết rồi phải không? À, cái, cái 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 những lời lẽ mình nói ra mà nó sự thật đó, nó khó nghe lắm hồi giờ tánh của thôn đây cũng như vậy thôn đây cũng mất nhiều người bạn lắm vì cái thẳng thẳng của thôn đây thôi cũng như những lời lẽ mà thôn đây nói với anh quyền á thôn đi thấy không có sai cái gì hết á đến khúc nào rồi đó nếu mà anh muốn thay đổi đó thì anh phải anh phải lãnh một chút trách nhiệm đi riêng bản thân của anh chứ nếu mà anh không làm vậy anh không ngóc đầu không có được đâu do anh cứ, anh quyền cứ nghĩ cũng như là những lời mình mình nói nó, nó, nó làm trong cái lòng của mình mình thấy khó chịu lắm phải không nhưng mà nếu mà anh nhận xét ra được cho kỹ anh nghe là có ai muốn giúp anh ai muốn hại anh á, thì đó tự riêng bản thân của anh anh, anh suy nghĩ đi đối với thôn đi thôn đi nói là sự thật như vậy thôi à yeah, anh nói, nói ra xong rồi anh không muốn nghe anh thấy cũng như là thôn đi đang ấy gì đối với anh vậy á. nhưng mà anh nghĩ là cho kỹ đi tại vì nếu mà thôn đi không thấy mà cũng như là không quan tâm đến anh hay là cũng như là không muốn giúp đỡ anh á thì thôn đi cũng không bao giờ nói những lời lẽ như vậy đâu Thôn đi được cái gì, không được cái gì hết. Nhưng mà anh phải cần nghe. Phải không? Anh nghe xong anh suy nghĩ lại cho nó cho kỹ đi chứ nếu cả cuộc đời của mình rồi mình cứ chưa chứ trốn trách cái trách nhiệm của mình á, mình không có bao giờ ngóc đầu nổi đâu. Thôn đi không phải là là, là là, là hơn anh cái gì hết cũng như anh nói là đi nằm ở dưới đá quần của anh thì cũng không sao hết. Nhưng mà thôn cũng trải qua trong một thời gian cuộc đời của thôn đi cũng trốn trách nhiệm nhiều lắm hồi thôn còn trẻ mà sau này sau này thấy đấy cũng như là sau này mình mình nhận cái cái trách nhiệm của mình á mình mới vượt qua cái khúc đó đó còn anh quyền bây giờ anh cũng bị kẹt như vậy đó thôi chỉ muốn giúp ảnh thôi ta nói rồi phải không Tên đời này cũng như những lời chân thật mà mà mình nói ra đối với người nào đó đó họ thấy cũng như là họ khó chịu trong lòng lắm họ không muốn nghe nhưng mà những lời đó là thôi vẫn nói cho anh quyền cho anh 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 hiểu được một ngày nào đó thôi hy vọng là anh về San Jose lại đó thì ảnh liên lạc cái pro officer của ảnh thôn không biết nên sẽ bị cái gì đối với ảnh nhưng mà Tony chỉ muốn ảnh làm sao làm đi vô rehab lại đi chứ ảnh cứ lang thang ở ngoài đường này cũng như là nó không có xong đâu Tony không biết những những gì mình nói mình chỉ giúp ảnh được thế thôi nhưng mà cuối cùng cũng là riêng bản thân của ảnh thôi chứ nó cũng như là một chiếc xe mình nghĩ thì mình mua chiếc xe cũng vậy bây giờ mình thay lớp xe hay là mình sơn nó lại ở ngoài á thì nó nhìn nó thấy mới lắm phải không cũng như mình đổi cái hoàn cảnh của mình vậy á nhưng mà cuối cùng á, chiếc xe nó chạy không xong á, là vì sao? vì cái máy của nó nó nằm ở trong chiếc xe đó thì cũng riêng bản thân của một con người thôi nếu mà anh quyền không nhận xét bản thân của ảnh á làm sao mà ảnh cai được đây phải không giờ ảnh có thay như chiếc xe thôi thay lớp xe hay là sơn nó lại hay là làm cái gì đó nữa nhưng mà cái máy nó nó bị hư ở trong rồi thì nó mãi mãi nó chiếc xe nó nó chạy không có được đâu cũng như là anh quyền anh nói là cũng như thôn đi đang um, dùng cái tên tuổi của anh để câu view hay là đại khái để kiếm tiền ở tên youtube Phải không? cũng như thằng nds hồi đó nó nói không nếu mà ai lên mạng xã hội đó, là mình có quyền mình mình lên mình phân tích họ ra cái câu chuyện của họ nhưng mà đối với Tony, đi thấy thôn đi chưa có um, nói cái gì mà nặng nhẹ đến anh quyền không thôn chỉ nhắc nhở lại mình cái những gì mình đừng nên làm Chứ thôi này cũng không dám ai là mà ai mà lên đây mới dám nói anh quyền như vậy, anh quyền như kia. Vì những hành động của anh mà anh lên mạng xã hội mà anh nói cái gì cái này cái kia xong rồi đó. Thì thôi thấy nó không đúng Thì thôi mới lên đây nói với anh chứ nếu mà anh không nói những gì mà anh đã nói rồi đó thì thôi đi đâu xíu chuyện của anh làm chi. Nhưng mà thôi cái giờ cái khúc mà anh quyền anh nói là anh muốn gặp thôn đi. Cậu đồng mạng nghĩ làm sao cho Tony không biết Ý của anh Quyền là nói làm sao Những gì mà Tony thấy trên mạng xã hội này Thì Tony cũng nói như vậy thôi Bây giờ anh Quyền muốn đánh chính cái gì Đừng có giờ Thông nên nói láo cái gì Thông nên không biết cứ anh Đừng có nên nói chuyện của anh nữa Thì ok Thông đi nếu mà anh Quyền Anh cứ Đừng có nhắc lại cái chuyện gì đó hồi trước đó Đối với anh cứ lên Anh cứ nói cái người kia hoài Nếu mà anh không nói nữa Thì Thông nên cũng cũng không bao giờ nói đến anh nữa Coi có chuyện nó như vậy đi Nếu mà một ngày nào đó Nếu mà anh Quyền muốn gặp thôn đi Thì dễ dàng thôi Nếu mà anh Quyền muốn đi ăn với thôn đi Thông đi cái đó là chuyện nhỏ đó nhưng mà một điều thôn muốn nói cho anh nghe trong cái thời gian mà thôn đi làm mấy cái video của anh nó cũng cỡ gần một trăm mấy đến hai trăm đồng mà bây giờ nó như vậy nè Nhưng mà thôn đi sẽ đưa cho anh năm trăm từ đã anh về anh đi coi khám anh xong đi nhưng mà thôn sẽ không có đưa anh tiền đâu trong cái năm trăm này thí dụ anh cần mua quần áo gì hay là mua được cái gì đó anh cần thì thôn đi sẵn sàng đó trong cái năm trăm đó thôn sẽ trả hết cho anh chỉ có là thôn đi không có đưa tiền được cho anh thôi cái đó là cái này là những những gì mà Tony muốn giúp đỡ được cho anh anh muốn nghĩ làm sao đó anh nghĩ. Còn anh nghĩ là Tony muốn lợi dụng cái tên của anh để vì đồng tiền hay vì cái gì đó thì tự nhiên thôi. em không có thể nào mà, Tony không có thể nào mà thay đổi được cái suy nghĩ của anh. Nhưng mà một điều Tony muốn nói cho anh nghe. Nếu mà muốn gặp Tony đi mình muốn đi ăn hay là muốn nói gì đó thì cái chuyện đó là nó đơn giản lắm. Tony sẵn sàng đi với anh. Còn nếu mà thiếu Tony ra mà nó cũng như là nó lên đây mà nói chấp đối với anh gì đó Tony hỏi cộng đồng mạng này phải không? Tony đã nói cái gì đối với ảnh mà đã sai vậy hả? Đúng không? đi chưa có bao giờ nói ảnh cái gì gì hết á. Những lời mà đi nói thật ra Tony muốn giúp đỡ ảnh chỉ thôi. Đến cái tuổi này rồi không có ai dám nói ảnh. đi cũng không biết có người nói ảnh hay chưa hay là không có. Nhưng mà đối với một người mà không quen biết chứ anh nói như vậy nó dễ dàng hơn. Anh thấy anh khó chịu lắm nhưng mà nó cần phải nói để cho anh nghe. Hy vọng là anh nghe anh thấy anh nó, 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 nó anh nghĩ lại nó suốt lại thì anh có thể anh thay đổi là cuộc đời của anh còn nếu mà không thì thôi không có chuyện gì nữa để thôn đi để nói nữa nhưng mà đó, đó, cũng như là anh về lại đây thôn đi giúp đỡ anh được bao nhiêu vậy thôi à quần áo cái gì đó trong cái 500 đó đó thôn sẵn sàng chở anh đi mua hết Chứ có tiền là thôn đi không đưa thôn đi hy vọng là sau này ai à, cái có giúp đỡ anh hay là cái gì đó ai à, người nào muốn bỏ lên mạng xã hội thì nó cũng không sao hết chỉ có là anh phải nên tôn trọng bản thân của anh những gì mà anh đã trải qua với những mấy người mà đã có cái duyên với anh hồi trước đây đó anh phải nhớ đúng như vậy bây giờ nó cái gì nữa thôi cái gì nó đã qua anh bỏ qua anh đừng lên nhắc nói nữa chứ anh lên đây anh càng nói cho cộng đồng mạng nghe đó đúng không cái 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 ông ta nói có phước cùng hưởng có đạn thì cùng mang phải không nhưng mà thôi thấy có mấy cái họ đem lên đây cái phước ta họ lãnh hết nhưng mà cái cái quả đó toàn là anh mang không à Thấy không cũng như là anh lên đây anh cứ anh cứ tiếp tục mà anh nói những điều gì đó mà thôi thấy nó không có đúng với cái người mà đầu tiên đã giúp anh nó cũng như cộng đồng mạng càng ngày càng ghét anh hơn thêm thôi thấy không Chứ không có phải ghét mấy người mà đã giúp anh anh phải nghĩ lại là họ, họ đang lợi dụng anh chứ không phải là họ đang giúp anh đâu nhưng mà thôi cái đó là chuyện cái suy nghĩ của riêng của thôi đi thấy anh cũng như là trong cái hoàn cảnh mà cũng tội nghiệp lắm mà nếu mà 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 Tony không nói thì không được chứ mình thôi đi đem ra mà nói một cái đó thì họ cũng đem anh quyền ra họ đỡ liền à cũng như là thôi đi đang chờ đạp anh quyền cái này cái kia mục đích của họ là cái gì cộng đồng mạng cũng đã biết rồi chỉ có anh quyền và anh kiệt đứng giữa thôi thôi nên cũng biết là làm mấy cái video với anh quyền này nó cũng khó khăn lắm phải không tại vì ảnh là cái người đứng dưới giữa mà mình không nói đến ảnh á làm sao được mình kiếm được cái đầu của của con rắn tại khá như vậy cái đám tụi mấy người kia mà đứng sau lưng đó nó giúp đỡ ảnh nhưng mục đích của họ cái gì là cộng đồng mạng cũng đã biết rồi thì nó 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 kẹt ngay vậy lắm cộng đồng mạng ơi mình không nói thì không được mà mình nói cái gì đến đến qua một cái là họ lên lợi dụng ảnh đem ảnh ra cũng như là Tony đi đăng cái người đang nói xấu ảnh hay là chà đạp ảnh đó cái cái nhưng mà thôi cũng không sao hết Tony đi uh, hy vọng là được những gì mà Tony nói cộng đồng mạng cũng uh, nhận xét ra được cái ai đúng ai sai hay là ai muốn giúp ai muốn hại ảnh chứ đối với Tony, đi chỉ chỉ cần uh, nói những gì mà Tony thấy là nói sự thật thôi thôi xin chào ông bà cô chú anh chị em nha